ban lãnh đạo là yếu tố chủ chốt để một doanh nghiệp có thể tái cấu trúc thành công. Đó là nhận định được hầu hết các doanh nhân trò đồng tình tại buổi hội thảo cấu trúc doanh nghiệp thời hội nhập do Hội Doanh nghiệp quận 3 tổ chức chiều ngày 6 tháng 6 vừa qua. Tái cấu trúc doanh nghiệp luôn là vấn đề trăn trở của các chủ doanh nghiệp, xuất phát từ niềm mong mỏi muốn chia sẻ những kinh nghiệm thiết thực trong lĩnh vực này. Hội Doanh nghiệp quận 3 đã tổ chức hội thảo cấu trúc doanh nghiệp thời hội nhập. Buổi hội thảo quy tụ 4 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cấu trúc doanh nghiệp và hơn 100 khách tham dự, tất cả đều là các doanh nhân đến từ các công ty lớn và cả những startup trẻ đang trên đường khẳng định mình. Tại hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực cấu trúc và điều hành doanh nghiệp, những vấn đề như lương bổng, chính sách thu hút người tài hay những yếu tố then chốt để tái cấu trúc doanh nghiệp thành công đều được đưa ra mổ xẻ kỹ lưỡng. Buổi hội thảo không chỉ đơn thuần là buổi truyền đạt kinh nghiệm, hội trường ngày càng trở nên nóng hơn với những phiên tranh luận thẳng thắn giữa diễn giả và khách mời tham dự. Tuy có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng hầu hết các diễn giả và khách tham dự đều đồng ý với nhận định, ban lãnh đạo là yếu tố chủ chốt của một doanh nghiệp để có thể tái cấu trúc thành công. Cái thành công lớn nhất của tái cấu trúc là xuất phát từ ban lãnh đạo, những người cấp cao nhất. Tại nền tảng của sự thay đổi về phần cứng rất là dễ. Bạn kêu một ngày đó, bạn áp dụng công nghệ rất là dễ. Nhưng mà để đồng bộ thì nhà lãnh đạo phải là người tham gia trong cái cuộc cấu trúc này. Và chính bảo là tấm gương để mọi người chịu thay đổi và tái cấu trúc thành công. Hội thảo đã thành công trong việc thiết lập một diễn đàn để các doanh nghiệp có thể trao đổi những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong quá trình điều hành doanh nghiệp của mình. Và hơn thế, hội thảo cũng ghi dấu ấn như một sự kiện gia tăng tinh thần đoàn kết của giới chủ doanh nghiệp, tất cả vì một nền kinh tế Việt Nam ngày càng thịnh vượng hơn.